Xin chào anh em nha, hôm nay 28 tháng 11 này, 2019 thì mình lại xuống hộ một bầy gà này là 31 con. Bầy này mình sẽ bán bớt một nửa mình để lại nuôi. Thì gà này gà mới nọ mình bán nhá. Anh em nọ gần thì tới mình chia về làm giống đó. Rồi anh em cứ tới nữa thoải mái, còn lại bao nhiêu thì mình nuôi. Tối thiểu là mình nuôi 10 con. Còn anh em mua 5-7 con gì đó tùy. Thì tất cả các video hiện tại mình quay thì mình đều có ghi ngày tháng ở trên video luôn. Nên là anh em cứ yên tâm về cái ngày xuống gà. Anh em thấy gà rất là khỏe mạnh và hoàn toàn đã khô lông. Đó. Rồi ok, vậy nha anh em. Giờ mình đi pha nước cho gà nó uống đây. Anh em nào cần gà giống thì liên hệ với mình qua Facebook hoặc gọi trực tiếp cho mình. Cảm ơn anh em.